Thưa quý vị, dịp Tết Nguyên đán 2021, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, phân phối, thương nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã dự trữ nguồn hàng khá phong phú đa dạng. Hiện hàng hóa Tết đã sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân thành phố. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, 13 đơn vị sản xuất kinh doanh phân phối trên địa bàn thành phố đã tham gia dự trữ với giá trị hàng hóa gần 550 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng giá trị hàng hóa dự trữ của thương nhân kinh doanh tại các chợ và các tuyến phố chuyên doanh là khoảng 1.160 tỷ đồng. Hàng hóa Tết năm nay tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, thường có sức tiêu thụ mạnh như gạo, nếp, bánh, kẹo, mứt, hạt các loại, đồ khô, đồ hộp, rau củ quả, thịt các loại. Nói chung là mình đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ các mặt hàng mứt và hạt dưa, bí và những hàng bánh kẹo phục vụ cho Tết. Giá cả năm nay thì nói chung là thấp hơn mọi năm. Chúng tôi dự đoán là với ảnh hưởng của Covid thì đâu đó cũng có ảnh hưởng đến cái sức mua của người tiêu dùng. Tuy nhiên với cái phong tục tập quán ngày Tết thì luôn luôn đủ đầy sum vầy, cho nên chúng tôi cũng dự kiến một cái lượng hàng là tăng từ 35 cho đến 65% tùy từng cái ngành hàng và đặc biệt là những cái ngành hàng thực phẩm để có thể mà phục vụ cái nhu cầu mà sum vầy trong ngày Tết. Theo Sở Công Thương thành phố, khi nhu cầu tiêu dùng tăng, doanh nghiệp sẽ điều động bổ sung để phục vụ nhu cầu nhân dân trong dịp Tết sắp đến. Riêng với mặt hàng thịt heo, một trong những mặt hàng tiêu thụ khá nhiều và thường có biến động về giá trong những năm trước, Sở Công Thương thành phố sẽ tổ chức chương trình bán hàng bình ổn trong những ngày giáp Tết. Sở Công Thương thành phố sẽ tăng cường giám sát phối hợp với các đơn vị liên quan để chủ động nắm bắt tình hình cung cầu hàng hóa, giá cả thị trường dịp Tết. Bên cạnh các hoạt động kiểm tra kiểm soát của lực lượng quản lý thị trường thì về phía Sở Công Thương cũng có tổ chức các cái tổ đi theo dõi cái tình hình của thị trường về việc cung ứng hàng hóa cũng như giá cả hàng hóa trong dịp Tết vào những ngày trước Tết và sau Tết. Thì cái tổ đó sẽ tiến hành tổng hợp tình hình hàng ngày cái việc mua bán hàng hóa và trên cơ sở đó sẽ có cái phối hợp với chỗ lực lượng quản lý thị trường sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý các cái trường hợp đầu cơ ghim hàng và bán cái giá tăng giá đột biến. Thì như vậy qua cái việc đó thì có thể là giúp phần nào cái việc ổn định về cái giá cả trên thị trường của thành phố. Với sự giám sát chặt chẽ từ ngành công thương thành phố cùng với các đơn vị liên quan cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các đơn vị sản xuất kinh doanh phân phối, thương nhân kinh doanh tại Đà Nẵng, người dân thành phố có thể yên tâm mua sắm hàng hóa Tết với giá cả phù hợp.